Lượt đi vòng bảng CVL 2024 mùa 2 sẽ tiếp tục với các trận đấu giữa Chicken Spicy và PG Trọ Kính, Ranking Esports và Desktop vào lúc 19 giờ và 20:30 tối nay. Cùng với đó, chuỗi các sự kiện in-game chào mừng 4 năm VTC Online phát hành đột kích tại Việt Nam vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Các chiến binh của đột kích đừng quên sự kiện siết giảm giá 50%, mừng đại tiệc sinh nhật CF chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc. Hãy nhanh tay tham gia chiến đấu tại đấu trường đột kích để sở hữu hàng loạt set vũ khí cực hiếm cùng vật phẩm hot với giá ưu đãi lên tới 50% cùng sự kiện in-game thú vị khác nhé. Ở ngày thi đấu thứ 2, Wolf Empire đã giành chiến thắng 2-0 trước Nextop đúng như dự đoán, trong khi đó Ranking Esports và PG Shocking đã cùng hòa với tỷ số 1 đều trong cùng ngày. Hôm qua, cuộc chạm trán giữa Osta Esports và King God cũng nhận kết quả 1-1 đầy kịch tính. Ngay sau đó, trận đấu giữa Alotus và Chicken Spicy kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về team Alotus. Hôm nay, với đội hình chủ yếu là những nhân vật máu mặt trong làng đột kích, liệu đội tuyển nào sẽ giành chiến thắng để nâng cao điểm số của mình? Hãy cùng Đột Kích TV dự đoán kết quả nhé. Chicken Spicy với PG hòa 1 đều. Ranking Esports với top. Ranking thắng 2-0. Trận đấu đầu tiên sẽ là một kết quả hòa cho cả hai bên, còn trận đấu thứ hai anh nghĩ là Ranking đang trong giai đoạn phóng khoáng chắc cũng hòa nốt thôi. Anh nghĩ là trận đấu đầu tiên thì nó sẽ là một kết quả hòa giữa các thành viên bên phía Chicken Spicy cùng với FPT Shocking. Còn trận đấu thứ hai thì không phải nghĩ nhiều, 3 điểm để cho Ranking Esports. Những thông tin trên đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Và mình là Laura, mình là Chila, và vừa rồi là Trạm phát thanh Đột Kích.